ông Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 47 và lần thứ hai quay lại ngôi vị tổng thống, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế Việt Nam? Nó ảnh hưởng như thế nào đến chén cơm của chúng ta? Xin chào tất cả các anh chị đến với kênh Hiệp Bất Động Sản. Và đừng quên, Hiệp có bán bất động sản và Hiệp cũng có đào tạo cho những nhà đầu tư hoặc môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Trong video ngày hôm nay, Hiệp sẽ phân tích những cái được và những cái mất, những điều hết sức cơ bản khi tổng thống thứ 47 ông Donald Trump quay trở lại cái ngôi vị đứng đầu của Nhà Trắng, và nó sẽ mang lại cái lợi ích gì cũng như những cái thách thức gì đối với nền kinh tế toàn cầu, trong đó có nền kinh tế Việt Nam và đặc biệt là đối với cái công việc của chúng ta, thậm chí là đối với cái ngành bất động sản nói chung. Thì anh chị hãy cùng Hiệp phân tích ở trong video này. Như mọi người đã biết thì ông Trump và bà Harris đều có những cái phương án khác nhau để mà thống trị nước Mỹ và có thể gọi là thống trị thế giới, nhưng mọi người hay gọi vui là đây là một cuộc bầu cử lịch sử, bởi vì đứng trước cái nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba có thể nổ ra. Vậy khi mà ông Trump hoặc là bà Harris đứng lên thì những cái hoạt động về mặt kinh tế và chính trị nó có thể thay đổi hoàn toàn, và nó có thể khiến cho cái chiến tranh ở một số khu vực được giảm xuống. Và đặc biệt là đối với ông Trump thì ông có tuyên bố là ông sẽ dừng cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga trong vòng 24 giờ sau khi ông đắc cử. Đây là một cái điều mà Hiệp đánh giá rất là nhiều người mong muốn, chỉ trừ tổng thống Ukraine thôi anh chị ha. Chỉ trừ cái tổng thống, bởi vì Hiệp theo dõi thì thấy ông tổng thống cũng sẽ phải có những cái tuyên bố, cần những lời chúc mừng, thì đó, Hiệp cảm giác đó là cái nguyên tắc về mặt ngoại giao thôi. Chứ còn thực tế khi mà ông Trump đưa ra những cái phán quyết và mọi người hiểu rồi cái tính mạnh mẽ, cái tính thực tế, thực chiến và thực dụng của ông Trump rất mạnh, cho nên là có thể ông sẽ yêu cầu giữa tổng thống Nga Putin và tổng thống Ukraine ngồi lại và phải đàm phán, phải đưa ra một cái hiệp định, một cái thỏa thuận mà ngừng cuộc chiến này. Và khi cuộc chiến ở đây ngừng, tức là kinh tế sẽ có cơ hội phát triển, và Nga hoặc là châu Âu là những cái khu vực mà Việt Nam mình đang có cái kim ngạch xuất khẩu ở đây rất lớn anh chị, và cái cộng đồng người Việt ở Nga cũng cực kỳ nhiều, cho nên là khi cái cuộc ngừng chiến này diễn ra thì kinh tế thế giới nó có thể sẽ ổn định hơn. Cái thứ hai nữa là với cái sự mạnh mẽ của ông Trump thì có thể khiến cho cái cuộc chiến ở Trung Đông, Israel rồi Liban và Iran vân vân, cái kiểu Hezbollah, mọi thứ nó có thể sẽ được dàn xếp, bởi vì ông rất quyết đoán, và chắc chắn người Mỹ cũng không muốn cái cuộc chiến nó xảy ra ở khu vực này. Và Israel trước đây thì họ cũng đã có thể hay gọi nôm na là hơi lờn mặt một chút xíu, bởi vì họ không muốn nghe những gì mà Mỹ yêu cầu. Thì đối với cái sự mạnh mẽ của ông Trump thì có thể nó cũng sẽ thay đổi điều này, và Hiệp cũng mong muốn cái điều này nó thay đổi để làm sao người dân có cuộc sống nó bình an thì họ mới chăm lo được nhà cửa, mới phát triển được kinh tế anh chị. Chứ suốt ngày đổ tiền vào trong tên lửa, pháo đạn, máy bay vân vân cái kiểu thì nó rất là hoang phí, và người dân ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như cái bối cảnh kinh tế chung. Chưa kể đến cái phần là Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên anh chị, và cũng có cái việc là tham gia nhúng tay vào trong đó điều tiết của Mỹ. Vậy thì khi mà ông Trump lên thì Hiệp hy vọng là có một cái làn gió mới để cái chính trị nó bình ổn thì kinh tế nó phát triển. Thì đó là cái điều mong muốn đầu tiên, và đó cũng là một cái sự tốt đẹp và không phải riêng Hiệp và rất nhiều người mong muốn. Nhưng mà nó lại có một cái rào cản như thế này. Mình đã từng thấy là ông Trump ở trong cái lần tổng thống thứ 45, tức là cái đợt nhiệm kỳ trước của ông á, ông rút khỏi Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP và đưa Việt Nam vào một cái danh sách hạn chế về thuế anh chị. Và với cái lời hứa hiện tại là ông sẽ bảo vệ người Mỹ, bảo vệ doanh nghiệp của Mỹ, cho nên ông sẽ áp cái hàng rào thuế quan nó tăng lên rất là nhiều. Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn với Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi hàng rào thuế quan này và đứng trước nguy cơ rất khó khăn, thậm chí là phá sản. Như mọi người biết rồi thì năm 2023 thì tổng kim ngạch xuất khẩu ở Việt Nam qua Mỹ đâu đó khoảng 83 tỷ đô, là một con số rất là khủng khiếp. Vậy 83 tỷ đô đó là doanh nghiệp Việt Nam và thậm chí là ngoại tệ mình sẽ thu về được rất là nhiều. Điều gì xảy ra khi con số này nó nhỏ lại anh chị? Nó không chỉ là thu nhập của các cái doanh nghiệp nhỏ lại, mà các doanh nghiệp có thể bị phá sản hoặc là sa thải bớt công nhân, tức là việc làm sẽ cung cấp ra ngoài ít hơn. Cái thứ hai nữa là ngoại tệ mình mang về nó sẽ ít hơn, nó ảnh hưởng đến rất nhiều yếu tố khác, chứ không chỉ là mình mang tiền, mà cái yếu tố ngoại tệ là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Và đây là một cái ảnh hưởng, Hiệp gọi nó là ảnh hưởng mang cái tính chất dây chuyền, và mong là cái sự thay đổi, cái sự linh hoạt của một nhà kinh tế mà khi lên nắm quyền thì đợt thay đổi này, đợt lên làm tổng thống này
ông sẽ có những cái chính sách khác biệt để tạo điều kiện cho đất nước chúng ta nói riêng và tình hình cả thế giới nói chung có cơ hội phát triển kinh tế. Và Hiệp đâu đó thấy vừa rồi sau khi nhậm chức thì ông có nói với những cái người xung quanh ông và truyền thông là ông sẽ phát triển nước Mỹ một cách cực thịnh. Thì để phát triển nước Mỹ một cách cực thịnh thì có thể cái đường lối chính sách ngoại giao á anh chị sẽ thay đổi, chứ không chỉ là phát triển cho người Mỹ mà không phát triển cho những cái nước hợp tác với Mỹ anh chị. Và đối với Việt Nam là hợp tác rất là sâu và rộng, tức là hợp tác chiến lược toàn diện, nâng cái cấp hợp tác lên các cấp cao nhất rồi, thì có lẽ là sẽ có những cái điều kiện tốt đẹp. Và đối với Việt Nam mình là Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là một trong những người thủ tướng rất tốt đến thời điểm hiện tại, thì mọi người đang nhận xét thủ tướng của mình là một cái thủ tướng vì dân và đang rất tốt anh chị. Thì tổng hòa tất cả những điều đó lại, Hiệp hy vọng là ông Trump lên nắm quyền thì cái chính trị và kinh tế toàn cầu nó sẽ bình ổn hơn, và cái người dân sẽ có được nhiều cơ hội, cộng thêm là mình đang có cái điều kiện mở ra cái chính sách quan hệ ngoại giao của Việt Nam mình vô cùng tuyệt vời. Đó là cái sự vận dụng khéo léo, không nghiêng về một phía nào cả. Mỹ tôi cũng chơi, Nga tôi cũng chơi, ai tôi cũng chơi. Và lợi ích là được chia đều, lợi ích là dựa trên cái việc bình đẳng giữa các nước, chứ tôi không nghiêng về anh nào hết. Thì đó là một cái câu chia sẻ vừa rồi của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một số cái cuộc họp và gặp gỡ các cái đối tác lớn ở trên thế giới. Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và một cái điểm mới lạ trước đây khi đời Tổng thống Donald Trump, mà khi làm Tổng thống thứ 45 của Mỹ đó, thì chưa có khối BRICS. Thì bây giờ khối BRICS đã ra đời rồi, và họ đang manh nha là xóa ngôi, làm giảm giá trị của đồng đô la, suy yếu cái đồng đô la, và khả năng sẽ có một cái đồng tiền mới của khối BRICS này ra đời. Và khối này là liên kết giữa Nga và Trung Quốc. Vậy sẽ có cái sự thay đổi về mặt kinh tế và cái vị thế của Mỹ ở trên trường thế giới, trường quốc tế nói chung. Vậy thì ông Donald Trump sẽ ra những cái phương án mới. Và mọi người biết rồi, ông ngoài việc là một người rất mạnh mẽ, quyết đoán, thì ông còn có những cái tư duy rất sáng tạo để làm phát triển kinh tế nói chung. Cho nên là Hiệp nghĩ là với cái lần làm tổng thống này, ông sẽ có nhiều màu sắc hơn và có nhiều cái sách lược để giúp không chỉ là người Mỹ mà giúp cho kinh tế thế giới nó sẽ trở nên nó ổn định hơn một chút. Qua cái phân tích này mong là sẽ góp thêm những cái phần để anh chị hiểu được là cái tác động của ở một nước nào đó rất là xa, cách Việt Nam nửa bán cầu, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hàng ngày. Nó ảnh hưởng đến người dân, nó ảnh hưởng đến công nhân, nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Và người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì các anh chị em của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, cái nền kinh tế của chúng ta bị ảnh hưởng, dòng tiền ở trong nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng. Thì đó là chúng ta hiểu được là chúng ta sẽ đối mặt với lại cái điều gì. Tuy nhiên thì cuộc sống của chúng ta kéo dài không phụ thuộc vào cái việc là cầm quyền của ông Donald Trump hay là không. Và cái tác động của ông Donald Trump đối với cả thế giới hoặc là người dân Mỹ thì nó cũng chỉ là một tác động thôi anh chị. Nó còn nhiều yếu tố để giúp cho cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc hay không, chứ không đơn giản là cái vị tổng thống này lên tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ thịnh vượng trong vòng 4 năm. Còn khi mà vị tổng thống này không làm nữa thì tôi sẽ cảm thấy bất hạnh, tôi sẽ cảm thấy bị mất mát, đúng không anh chị? Bởi vì hết ông Trump làm thì cũng tiếp tục có người khác, và chúng ta vẫn tiếp tục cái cuộc sống của chúng ta thôi. Vậy thì bằng một cái cách nào đó chúng ta hãy thay đổi cuộc sống mình hàng ngày để cải biến cái chất lượng sống của chúng ta, giúp chất lượng sống của chúng ta nó tốt hơn, chứ không chỉ phụ thuộc vào cái bối cảnh kinh tế, không phụ thuộc vào tổng thống hay gì, mà cái chất lượng cuộc sống chúng ta phụ thuộc vào chính bản thân của mình. Thì đây là cái mà Hiệp mong muốn chia sẻ và truyền tải đến với tất cả mọi người. Và nếu thấy video Hiệp chia sẻ hữu ích thì anh chị hãy khuyến khích Hiệp và đội ngũ cộng sự bấm đăng ký kênh và bấm luôn nút chuông bên cạnh, để mỗi khi Hiệp có cái video nào mới thì anh chị sẽ là người đầu tiên nhận được những thông báo về video của Hiệp nhé. Và trước khi kết thúc video thì Hiệp xin chúc tất cả các khán giả của Hiệp có một cuộc sống thật là hạnh phúc, nhiều sức khỏe, bình an và thành công. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chào tạm biệt.